Trân trọng kính chào quý khán giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ hai tuần vừa qua, học viên lớp sơ trung đẳng Phật học đã được Ni sư Tịnh Quang giảng về lịch sử Phật giáo Việt Nam. Tiếp theo là giờ học lịch sử Phật giáo Lào do Thượng tọa Nguyên Tâm giảng dạy. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung các bài giảng sau đây. Ni sư đã giảng về Việt Nam sử lược thời vua Minh Mạng. Ông là vị vua hết lòng muốn cho dân giàu nước thịnh, nên không biến trễ việc chính trị. Nhưng mấy năm về sau, bên ngoài có giặc như Simla và Lào quấy nhiễu. Bên trong có nhiều cuộc khởi dậy chống lại quan quân và cường hào, chủ yếu là của những người nông dân. Quan quân phải đánh dẹp các nơi nên cuộc sống người dân không được yên ổn. Trong triều, quan lại hay sinh chuyện để lập công, tính vua lại hẹp hòi, không bao dung cho công thần, hay làm các chuyện quốc ức mọi người, đối xử với dân thì nghiêm khắc, nên trong lòng người không phục. Ở miền Bắc, vẫn còn có người tưởng nhớ đến nhà Lê, thỉnh thoảng nổi lên mong bề khôi phục. Những cuộc nổi dậy có thanh thế lớn mà quan quân khó nhập mới dẹp yên, là Phan Bá Vành, Lê Duy Lương và Nông Văn Vân. Vào năm 1826, ở Nam Định có Phan Bá Vành, Võ Đức Cát và Nguyễn Hạnh khởi binh đánh và giết quan Thủ Ngự, hai phủ Trà Lý và Lâu Hải. Quan trấn thủ ở Nam Định đem quân xuống đánh cũng bị giết. Nhà vua thấy nghĩa binh mạnh nên lo lắm, bèn sai ông Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Hữu Thuận đi đánh. Tháng Giêng năm 1827, Phan Bá Vành thua chạy về Trà Lũ. Quan quân vây đánh, bắt được ông và đồng đảng hơn 765 người. Năm 1833, ở Ninh Bình có Lê Duy Lương là con cháu nhà Lê nổi lên, xưng là Đại Lê Hoàng Tôn, đem binh đi đánh phá các phủ huyện, chiếm được Ba Châu, kế đến vây thành Hưng Hóa rất nguy cấp. Tổng đốc hai tỉnh Thanh Nghệ vâng mệnh vua đem quân đi dẹp, bắt được Lê Duy Lương, giải về kinh xử tử. Cũng vì việc này nên vua truyền bắt hậu nhân nhà Lê đem đầy vào ở Quảng Nam, Quảng Nghĩa, Bình Định. Chia 15 người ở một huyện, phát cho 10 quan tiền và 2 mẫu ruộng. Khi ấy trong Nam, Lê Văn Khôi là con nuôi của tướng Lê Văn Duyệt, khởi binh chiếm giữ thành Gia Định. Khôi là người miền Bắc, có họ hàng ở Tuyên Quang và Cao Bằng. Bởi thế, vua ra lệnh tìm bắt anh em của Khôi đem về kinh làm tội. Người anh vợ của Khôi ở Tuyên Quang là Nông Văn Vân, làm tri châu, thấy quan quân truy tìm họ hàng Lê Văn Khôi, bèn nổi lên tự xưng là Tiết Chế Thượng Tướng Quân, khởi binh đánh phá các tỉnh. Vua Minh Mạng bèn cử các tướng dẫn quân đi đánh dẹp. Nguyên vùng Cao Bằng Lạng Sơn núi rừng hiểm trở, Nông Văn Vân dùng chiến thuật du kích chống trả. Trong 2 năm, triều đình phải hao binh tổn tướng rất nhiều. Cho đến tháng 3 năm 1835, Nông Văn Vân bị bao vây, phóng hỏa, chết cháy trong rừng, đầu bị chém đem về kinh. Cũng vì cuộc khởi binh của Lê Văn Khôi mà bậc khai quốc công thần dưới thời vua Gia Long là tổng trấn Gia Định thành Lê Văn Duyệt và tướng Lê Chất phải chịu sự định tội của vua Minh Mạng và triều thần. Sau khi hai ông đã chết, bằng cách thu hồi tước lộc, biệt tịch biên gia sản, hành tội vợ con, san bằng mộ địa, khắc bia đề tội. Sử gia đời sau nhận định rằng ông Lê Văn Duyệt là người tài giỏi, nhưng chỉ vì không được lòng vua nên bất cứ việc ích nước an dân nào ông làm về sau cũng bị cho là không tốt. Dưới thời vua Minh Mạng, nho học vẫn được coi là chính đạo, và ngoài nho giáo thì là tà đạo. Vua Minh Mạng mất năm 1841, trị vì 21 năm, là vị vua thông minh, quả cảm bậc nhất của triều nhà Nguyễn. Nhưng vì theo cổ, không biết tùy thời mà sinh kế, không khoan dung, giết người đạo khác, khiến tuyệt giao với ngoại quốc, làm nước Nam bị cô lập.
Đến giờ Phật giáo Lào, Thầy Giáo Thọ đã giảng về Phật giáo thời kỳ đầu. Theo khảo chứng của các học giả sử địa biên cương Tây Nam, thì người Lào nguyên phát xuất từ Tây Nam Trung Quốc khoảng hơn 600 năm, đã từng chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa Trung Hoa, Ấn Độ, Đông Nam Á. Khu vực này đã từng tin thờ Phật giáo, nhưng đây là một loại tín ngưỡng hỗn hợp đa sắc thái. Tuy nhiên, Lào là dân tộc đã phân chia sau khi di cư về phương Nam. Do núi non cách trở lại ít có cơ hội tiếp xúc với văn hóa bên ngoài, vì vậy tín ngưỡng Phật giáo đương thời người Lào tôn thờ không phổ biến và ít ai biết đến. Đại đa số tin thờ quỷ thần, cúng bái tổ tiên, sùng bái các linh hồn và tự nhiên. Phật giáo chỉ là một tín ngưỡng của một số ít người. Lịch sử Lào ký lục chính xác rằng Phật giáo vốn bắt đầu từ sau khi vua Phanom kiến lập vương quốc Nam Chưởng. Khi còn nhỏ, ông cùng thân phụ là Khun Phi Pha có một thời sống lưu vong tại vương triều Cát Miệt, tức Campuchia bây giờ. Cũng vào lúc này, vua Phanom được một vị tăng là trưởng lão Maha Pasamanda dạy dỗ. Đến khi lên 16 tuổi, vua Cát Miệt thấy ông anh tuấn, bèn đem con gái Kiều Lạc gả cho ông. Khoảng từ năm 1340 đến năm 1350, Phanom hy vọng khôi phục được cố quốc của phụ thân. Được vua Miên hỗ trợ, cuối cùng ông đã chiến thắng. Năm 1353, vua Phanom chính thức kiến quốc độc lập, tên gọi là Nam Chưởng Quốc, nghĩa là đất nước vạn con voi. Công chúa Kiều Lạc của Campuchia vốn là một tín đồ thuần thành, đã thọ trì năm giới của người Phật tử tại gia. Công chúa Kiều Lạc thấy người dân Lào rất mê tín, sùng bái quỷ thần, giết động vật như trâu, bò, voi để cúng tế rất tàn nhẫn. Tâm sinh đau khổ, công chúa xin phép vua cho trở về Campuchia để đem Phật giáo truyền vào nước Lào. Vốn có kiến thức Phật giáo căn bản được học từ nhỏ, vua đã hoan hỷ đáp ứng lời thỉnh cầu của công chúa. Ông thận trọng tuyển chọn sứ tiết, viết quốc thư kỹ lưỡng, chuẩn bị lễ phẩm, bạc vàng, châu báu, dân trình lên quốc vương Campuchia, thỉnh cầu cho những vị cao tăng có đức độ, học vấn, và mang theo tam tạng thánh điển về đất Lào để truyền bá chánh pháp. Quốc vương Campuchia vô cùng hoan hỷ, bèn cung thỉnh hai vị trưởng lão Maha Pasamanda và Maha Đề Bà Lăng Già dẫn theo 20 vị tỳ kheo, ba vị học giả thông đạt tam tạng Phật học sang Lào. Đức vua còn ban tặng cho công chúa một pho tượng Phật bằng vàng cùng với tam tạng thánh điển và nhánh cây bồ đề. Trân trọng kính mời quý học viên đến tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ đề Phật Quốc hôm nay, thứ hai, ngày 8 tháng 3 năm 2021, từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Học viên lớp sơ trung đẳng sẽ được học lược sử Phật giáo Việt Nam và lược sử Phật giáo Lào tại lớp. Kính mong quý học viên hãy đến lớp đông đủ. Rất mong quý học viên thường xuyên kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết. Ngoài ra, quý vị có thể vào trang nhà bồ đề Phật quốc.org để nghe lại chi tiết các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Mọi sự phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật Pháp cũng như mọi câu hỏi thắc mắc về tu học. Kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến Thượng tọa Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào quý khán thính giả, kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.